Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm của điện tử DT. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo ra một bộ máy tạo tiếng chó sủa. Với bộ thiết bị này thì chúng ta có thể thí nghiệm hoặc là dùng để chôn những người xung quanh, hay là có thể áp dụng là một bộ chống trộm độc đáo cho nhà của chúng ta nha. Và để biết được cách lắp đặt thì hãy cùng mình xem hết video nhé. Và để làm ra một bộ máy tạo tiếng chó sủa này thì chúng ta sẽ cần có trước tiên là một mạch cảm biến chuyển động HC-SR501, một mạch kích phát giọng nói MP3 khuếch đại âm thanh 3W SV19T, một con Opto BC817, một loa 0.5W, một thẻ nhớ, một giắc cái DC 5.5 và một bộ nguồn adapter 5V 1A. Và để đựng các linh kiện vào thì chúng ta sẽ cần một hộp nhựa. Đầu tiên ở trên cảm biến chuyển động thì ở cảm biến này chúng ta sẽ có 3 chân phía sau của cảm biến, gồm chân VCC, gain D và chân L phía chính giữa. Với VCC là chân dương và gain D sẽ là chân âm mà chúng ta sẽ dùng để cấp nguồn 5V cho mạch hoạt động nha. Chân L sẽ là chân tín hiệu ngõ ra và cảm biến sẽ cho tín hiệu ngõ ra ở mức cao là 3.3V khi mà nhận thấy vật cản. Ở trên cảm biến thì chúng ta sẽ có hai biến trở dùng để tinh chỉnh độ nhạy cũng như là thời gian trẻ của ngõ ra. Và lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng 3 dây bớt có đầu cả như thế này, ghim vào các dăm cắm có sẵn. Tiếp theo ở con Opto thì Opto chúng ta sẽ có 4 chân với 2 chân 1 và 2, sẽ là 2 chân anode và cathode. Với chân 1 là chân ở phía dấu chấm ở trên con Opto nhé. 2 chân 3 và 4 sẽ là 2 chân cực E và cực C của Opto. Lúc này ở hai chân 1 và 2, chân 2 thì chúng ta sẽ đưa ra một dây dùng để kết nối với nguồn âm. Chân 1 thì chúng ta sẽ kết hợp với một điện trở. Ở đây mình sẽ sử dụng một điện trở khoảng 220Ω để nối với chân 1. Đầu còn lại của điện trở thì chúng ta sẽ dùng để kết nối với chân L của cảm biến nhé. Sau đó từ chân 2 thì chúng ta sẽ hàn ra một dây và kết nối với chân 3 của op-amp. Chân 4 của op-amp thì chúng ta sẽ hàn ra một dây để chốc nữa chúng ta sẽ kết nối với mạch kích phát nhạc nhé. Ở phần này thì yêu cầu các bạn sẽ cần biết một chút về hàn mạch. Nếu các bạn không có mỏ hàn hoặc là không biết hàn mạch thì có thể liên hệ với kỹ thuật của điện tử DAT để hỗ trợ việc hàn các dây ra. Tiếp theo là mạch kích phát nhạc. Ở mạch kích phát nhạc này thì chúng ta sẽ có nhiều chế độ sử dụng khác nhau. Như ở video này thì chúng ta sẽ sử dụng mạch ở chế độ thứ nhất nha các bạn, đó chính là chế độ kích từng file âm thanh. Để mạch hoạt động đúng chế độ này thì các bạn sẽ cần phải hàn các chân ở trên mạch như đúng sơ đồ ở trên màn hình. Sau đó thì từ chân 5V và chân gain D chúng ta sẽ hàn ra hai dây. Hai dây này thì chúng ta sẽ dùng để cấp nguồn cho mạch kích phát nhạc của chúng ta hoạt động nhé. Sau đó ở chân IO1 thì chúng ta sẽ kết nối với chân 4 của con Opto. Chân này thì chúng ta sẽ dùng để kích tín hiệu âm thanh khi mà cảm biến nhận thấy chuyển động. Hai chân speaker cộng và speaker chân thì chúng ta sẽ hàn ra hai dây và kết nối với hai cực của loa nhé. Ngay lúc này thì các dây nguồn đi từ cảm biến, dây đi từ chân số 2 của Opto và hai dây nguồn của mạch kích phát nhạc thì chúng ta sẽ nối chung lại với nhau và kết nối với jack DC 5.5 để lấy nguồn từ adapter 5V. Chúng ta sẽ nối song song các dây lại với nhau. Bây giờ đối với thẻ nhớ thì chúng ta sẽ cần phải lưu file âm thanh mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn vào thẻ nhớ. File âm thanh này sẽ là file âm thanh có tiếng chó sủa ở trong này. Chúng ta sẽ lưu vào thẻ nhớ và đặt tên file âm thanh là 0001, vì chân kích lúc này ta đang để tại chân IO1 nên vì thế file âm thanh phải đặt tên là 0001 nhé. Sau khi đã copy file âm thanh và thẻ nhớ xong thì chúng ta sẽ lắp thẻ nhớ vào khay đọc thẻ. Lúc này thì cơ bản bộ thiết bị của chúng ta đã hoàn thành xong rồi nha các bạn. Nhưng mà để nhìn trực quan cũng như là bắt mắt hơn thì mình sẽ lắp tất cả các linh kiện này vào một hộp nhựa mình đã chuẩn bị sẵn. Như ở đây thì đầu cảm biến thì mình sẽ cho lộ ra để cảm biến có thể quét được môi trường xung quanh. Bên hông sẽ là một giắc cái DC để mình cấp nguồn 5V từ adapter. Và bây giờ bộ thiết bị của chúng ta sẽ có khả năng đó chính là quét một góc 180 độ. Khi mà nhận thấy vật cản trong phạm vi quét thì ngay lập tức cảm biến sẽ kích Opto dẫn tín hiệu âm. Sau đó, op-amp sẽ dẫn tín hiệu âm và kích vào chân IO1 của mạch kích phát nhạc. Từ đó mà âm thanh sẽ được truyền qua loa và phát ra ngoài.
Sau khi đã kết thúc đoạn âm thanh, nếu cảm biến vẫn còn nhận thấy có chuyển động xung quanh môi trường quét, thì cảm biến sẽ tiếp tục kích phát tiếng chó sủa để cảnh báo nha. Như đây thì các bạn có thể thấy cảm biến sẽ khá là nhạy nha. Thời gian mà âm thanh phát ra sẽ tùy thuộc dựa trên đồ trễ mà chúng ta đã vặn điều chỉnh ở trên cảm biến. Với một thiết bị cũng khá là nhỏ gọn mà chúng ta có thể áp dụng để lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau xung quanh ngôi nhà của chúng ta, dùng để cảnh báo bằng tiếng chó sủa. Và với nguồn điện áp là 5V DC thì các bạn cũng có thể thay thế adapter bằng các nguồn là các viên pin dự phòng vân vân để đảm bảo tính di động cho bộ thiết bị này. Và đến đây video của điện tử DT đã kết thúc. Nếu các bạn muốn mua sản phẩm thì tất cả các linh kiện mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể nhấp vào đó để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.